mà cũng trẻ tuổi, thành thử ra là bồi hồi không có dám giao trao tiền tại chỗ đó liền. Thì Đúng mong rồi. mong chú thông cảm, có một cái thanh niên mình không có người lạ, mình không có biết, mình không có biết người nào là người xấu và mình cũng chẳng có biết người nào là người tốt, Dạ nên đúng thành rồi. thử là tiền bạc mà chú lớn tuổi nó nên chú phải giữ cho cẩn thận. Dạ. Nó còn tám mấy 90.000 quá. Chú đếm lại coi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12. Vậy là 82.000. Tính trăm mấy rồi, 82.000. Có mua thuốc hút không? Thuốc tôi đem đây sẵn, tôi hút thứ này không đâu mua thuốc điếu đâu. Hết thuốc. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, và phía bên đây đó là chính là bệnh viện Thanh Bình. Và vì sao ngày hôm nay Bùi Hồ có mặt ở tại bệnh viện này thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị gặp một nhân vật khá là quen thuộc, đó là chú Bên. Hàng ngày chú vẫn giăng lưới ở trên sông, sau khi được mạnh thường quân hỗ trợ giúp một cái chiếc xuồng mới thì những ngày qua chú không còn đánh bắt nữa mà chuyển sang nuôi vợ mình bệnh. Và mời cô bác quý anh chị gặp chú. Chú Bên ơi, chú Bên đây, chú Bên đây, cô bác quý anh chị. Bùi Hồ dự định là hẹn chú để mà gặp chú để mà trao tiền của mạnh thường quân á, nhưng mà hôm nay chú nói là vợ của mình bị bệnh rồi. Con chào chú ha. Dạ, cũng mừng chú hỏi thăm chú đến đây tôi cũng mừng lắm. Dạ, hai chú cháu mình xích qua bên đây ngồi nói chuyện hay là ở đây? Ở đây bên cũng đây được cho nó mát. Bên đây cũng được. Dạ chú ở đây mấy ngày rồi? Bữa nay 4 ngày rồi chú. 4 ngày rồi hả? Dạ. Sáng nay chú ăn gì chưa? Dạ, cũng lĩnh cháu ở từ thiện đó chú. Dạ. Cháu cháu trắng mà ta nấu lá dứa đó. Dạ. Thì cũng ăn buổi sáng vậy đó rồi ra khám. Vợ của chú thì bị bệnh gì? Tiểu đường với khớp á. Rồi bây giờ nó hành sưng cái tay này nè. Dạ. Nó phá rồi, bác sĩ nó khám mà nó điều trị coi để coi nếu mà nó giảm thì nó không chuyển nó dưới, mà nếu nó giảm thì để đây trị. Con nghe nói là cái ngày mà vợ của chú nhập viện á là chỉ có 500 ngàn thôi. Dạ, có em của cổ đưa 500 ngàn rồi đem đóng tiền phí người ta, mấy cái dài cũng sơ sức chứ lắm. Nhưng mà cũng chờ con cháu rồi của nó gửi xuống. Dạ. Rồi nó cũng chưa có ổn được đó chú ơi. Dạ. Rồi tiền viện phí ứng có ứng thêm không? Dạ chưa. Nó chết, bây giờ nó lo nó chết không à. Chắc người nhà quá chú, nói nhà dạ, quá chút xíu đi. Rồi chưa có ứng thêm ha. Dạ. Và việc ăn uống của chú ở dưới này như thế nào? Thì tôi cũng tạm mà lãnh từ thiện ăn không đó chú ơi. Chứ mình không tiền đâu có dám ấy, rồi nó đang chích vô thuốc quá nhiều đây, không biết bao nhiêu tiền mình cũng chưa biết nữa. Rồi mình nó chỉ mình đóng phí có 500 mà đó vậy thôi, chứ cũng chưa có, nó chưa có đòi thêm, mình cũng chưa biết nó nhiêu nữa. Cái ngày hôm mà con thay mặt cho chị Linh á gửi chú được 1,2 triệu á. Dạ. Thì số tiền đó mình có còn đủ để mình còn đi. Còn được 500 nữa đó, là 1 triệu đó. Tôi còn 500 nữa. Dạ. Thì mua lưới rồi còn được 500 nữa. Dạ. Thành thử ra là được 1 triệu đó. Dạ. Phí người ta hết 500 rồi, giờ mình ăn uống mấy giờ cũng 200-300 rồi. Dạ. Cũng còn được 200-300 thì còn tối nè. Dạ. Để mình dự trù đi ăn uống vậy thôi, chứ còn không có khát nước, rồi mình ra mua chai nước, ly nước 10.000 rồi đó, chiều ly khát ly vậy, chứ không có nhiều. Mấy ngày qua thì không có giăng lưới, có nhớ con sông không? Nhớ chứ, không nhớ, nó quen rồi, mà cá tôi mà để nhà cho chị ba bán giùm đó, cuốn về liền liền đó là chạy cấp thời đó, là cứu cấp nó cấp thời đó. Dạ. Bị cái giò nó đi không được, rồi cái tay nó làm cho nó ứng dị ứng á. Bị dạ. Tiểu đường nó dị ứng lâu năm đó, rồi nó dị ứng lên tính là cưa không đó, mà không biết là sao bác sĩ ra ra nghiên cứu. Con muốn hỏi là chú gặp vợ này được mấy năm mà con quên rồi? Một năm mấy rồi. Năm mấy nay hả? Cái nghiệp nó trả đó chú ơi, bây giờ cái duyên với cái nghiệp của mình biết sao giờ. Chứ con già mà dễ gì kiếm được gia đình. Dạ. Để an ủi với tuổi già của mình khi mình đau rồi vợ đau vậy đó. Dạ.
để mưu sinh cuộc sống là hàng ngày đó, chỉ mong ước cho nó khỏe phát thôi. Mà bây giờ nó làm bệnh rồi cũng không biết làm sao giờ, nói rồi thì tới đâu chị tới đó chứ biết làm sao giờ, nó nuôi bệnh đó đó. Mới vừa có chiếc xuồng chưa hết mừng dạ, thì lại mới vừa mừng mà gặp cái chuyện này nó dấp phải nghe, không biết làm sao giờ, từ tới đâu bò tới đó chứ sao giờ chú. Thấy tuổi già thấy cũng lận đận quá chú. Dạ, lo chuyện này lo chuyện kia, mình tính là gia đình được khỏe khoắn cái mình là mò tới hoài mình sống khỏe thoải mái, kiếm ngày 50% mình sống được. Nhưng mà cái bệnh này mình chờ là mình đâu có muốn đâu, bây giờ nó sanh bệnh nha rồi phải chịu thôi. Hôm nay là khi mà có tay lưới mới á thì đi dân lưới bán cá có dư không? Thì tạm sống được đó, với đóng tiền điện rồi được đó. Mà có cái là bây giờ bệnh là nó lâm là thành thử ra không biết nó tốn hao bao nhiêu mình cũng chưa hiểu được. Bị còn đang trị này, thấy nó trị cái này nặng nhiều quá mà không biết làm sao đây kìa. Bị cái tay nó là nó phá, ta nói thường thường tiểu đường này. Nó bị hoại tử. Nó ứng lên rồi sợ ta cắt khớp đó. Mà bác sĩ ngày qua nay 40 dài thì nó nói giảm hơi vậy thôi. Nhưng mà để nó theo dõi. Rồi bữa nay thứ bảy chị nó vô thuốc đường với nước biển không à. Sáng nay chú ăn cái gì? Ăn cháo từ thiện đó chú Mười. Cháu, con tên Bùi Hồ chứ không phải Mười. Rồi ăn cháo từ thiện, rồi trưa cũng ăn cơm từ thiện. Cơm từ thiện không đó, cháu đâu có dám mua. Bây giờ chú tính là một khẩu phần phải từ 25.000. Ở đây cũng có khá nhiều bán vé số. Dạ. Họ nói chuyện với cô bác anh chị thông cảm ha. Đúng rồi. Rồi hổng kìa, con cái của cô á có gửi tiền cho nó không có con. Sống nó sống ngày một đời chồng trước mười mấy năm cũng không có đứa con nào hết. Nhờ vậy thì tôi mới tập mà cái duyên với cái nợ tôi phải gặp rồi là để nuôi thân già với nhau vậy đó. Cho nên là bây giờ lâm bệnh không biết nói làm sao nữa. Cho nên cái nghiệp gì phải chịu chứ sao. Sao gọi là cái nghiệp? Cái nợ chứ nghiệp. Cái nợ, cái duyên với cái nợ là phải trả thôi. Mấy ngày qua nuôi mệt mỏi thì có buồn tuổi không? Thấy không có buồn tuổi gì, bây giờ mình lo chỉ lo bệnh thôi chứ đâu có gì buồn tuổi. Dạ. Chỉ mình gặp trường rồi mình phải lo thôi. Vợ chồng là phải xong rồi trách nhiệm thôi. Chứ mình buồn phiền gì cũng không khỏi được phải không? Cho nên cái điều này mình cũng phải ráng. Dạ. Tuổi già với nhau, cô bác hay con cháu rồi đến thăm thì gì được mới nào mình mừng mới nấy vậy thôi, phải dạ. Không? Cho nó trải qua cái cuộc khổ của mình. Dạ. Có gì không anh? Dạ, cái đâu. Mình cũng nghe quán số ở gai. Dạ, 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 được rồi. Rồi, bác sĩ có nói khi nào xuất viện về không? Cũng chưa, nó đang theo dõi ở đây, cũng chưa có biết được đó chú. Dạ. Vậy mình đâu có hiểu được cái bác sĩ cho về giờ nào mình hay giờ đấy, đâu có biết được. Dạ. Bị đang theo dõi cái bệnh của nó, bị tới 300 mấy, mà lên đường tới 300 mấy nè. Mình thử cái tinh thần nó loạn ngoài, vừa vết thương đau nhất rồi vừa cái bình tĩnh của không biết ngày nào bác sĩ nó giảm. Tôi sợ là sợ chuyển nó cắt không đó. Coi nhiêu tiền cho con coi, cô có bảo hiểm không? Có đó, nhờ có bảo hiểm đó. Trời ơi, 70.000. 70. Tính còn trăm mấy thì còn hồi thế còn 80-90 ngàn quá. Chú đếm lại coi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12. Vậy là 82 ngàn. Tính trăm mấy rồi còn 82 ngàn. Có mua thuốc hút không? Thuốc tôi đem đây sẵn, tôi hút cái này không đâu, mua thuốc điếu đâu. Hết thuốc nữa rồi kìa. Còn đem chổng cục nữa, tại nôi luôn này mà mua thuốc điếu hút là thôi thua à.
82.000 đó là sao đủ sống được mấy ngày? À, chắc là được 2 ngày quá. 2 ngày thì tiền đâu nữa là xài. Thì từ từ biết lâu tính chú mừng. Con cháu đó giờ cho nhiêu mình tính nhiêu à. Ngày chú gặp vợ sau của chú, sau khi vợ của chú mất, con chú có đồng ý không? Thì mấy đứa đó bây giờ cha mẹ tiền ông tính, chứ bây giờ ông muốn thì tụi tôi cản cũng không được. Dạ. Thì mình để nghĩ ngay là cái chỗ là mưu sinh cuộc sống, coi như là nếu con nó đi xa. Dạ. Thành thử mình điện con cái thì tuổi già mình ở nhà chết mẹ nó rồi, không có ai mà gần gũi nuôi, con cháu nó cũng đi xa hết trơn rồi. Dạ. Nó ở Tây Ninh mới lần. Dạ. Mỗi lần điện nó khó khổ lắm. Dạ. Thành thử ra là mới tìm cái cuộc sống để an ủi tấm lòng của mình giờ tuổi già đó chú. Dạ. Chứ mình cũng không có ham muốn gì già này, đâu có còn ham muốn gì nữa, chỉ lo cái bản thân của mình thôi. Bởi vì tôi thấy tôi cũng tự tạo không à, coi như là cô bác nào giúp được nhiêu giúp, còn nhiêu mình mưu sinh cuộc sống. Dạ. Qua ngày đoạn thoát như vậy thôi, chứ mình cũng chưa có biết cái tuổi mình nó tới đâu nữa. Con của chú có gửi tiền về cho chú không? Chưa, nó chưa có đứa nào gửi về được hết. Con của chú là biết chú nuôi đây không? Chưa có biết luôn. À hả? Ừ. Không biết số điện của tôi là có nhỏ cháu ở nhà nó mới điện được. Dạ. Trừ ra tôi bệnh đó là nó hay thôi. Nó là nhỏ cháu ngoại đó bị dưới đó đó. Dạ. Chắc có lẽ nay mai nó cũng hay mà không biết nó điện rồi dùng. Con mình thì nói chung với chú nó cũng nghèo. Dạ. Đi làm ăn phương xa rồi, trừ ra cha mẹ đau bệnh thôi. Nó mới gửi gắm gì cũng chút đỉnh thôi, chứ cũng có không có nhiều nữa. Tôi thấy con cháu bây giờ nó mưu sinh cuộc sống, rồi cháu của mình nữa, thấy không? Nó nuôi là mà nó lẻ không được nhiều đó. Nó phải mà lẻ như mình, như tôi rồi đó, nó nuôi không nổi đâu. Bây giờ cuộc sống nó trôi hẩm hút nữa. Rồi làm công ty có khi thành bằng được, thành bằng xong. Cũng đi phụ hồ, có bữa làm bữa không rồi cũng bấp bênh lắm. Và ngày xưa là chú, vợ của chú mất mười mấy năm rồi chú mới quen. Dạ, mới quen đó. Mới gặp cô này đúng không? Là cũng chẳng lớn không gặp, mà ăn cá rô kiến rồi nó mê luôn đó. Vậy chứ không có gì vậy. Vậy là mê con cá lau kiến của chú Văn rồi mê chú luôn. Đó, cũng bệnh, ta đồn ăn cá lau kiến hết tiểu đường này đó, là mua cái rồi làm quen với nhau rồi gặp gỡ nhau rồi chị em mới thống nhất, chị em bên bả thì thống nhất. Con của tôi thì hỏi thì đó tiền nữa ông. Ông chọn cái phần nào được ông chọn. Có nghĩa là giờ con đâu có dám cản ông. Có nghĩa là chú dân cá lau kiến, cô bị tiểu đường, nhiều người đồn thổi rằng là ăn cá lau kiến thì sẽ hết nhức mỏi, hết bị tiểu đường. Nên là nữ là chú chú vẫn ăn là gặp gỡ luôn á. Dạ, ăn dân cá lau kiến lúc đầu là bán, thì sau này là cho luôn. Rồi sao mới vừa đầu rồi thôi cho, rồi sao lấy tiền? Sao lấy tiền hả? Mới đầu cho để mới làm đầu cho là ý mình đó là để mà tạo điều kiện. Đi mình đàn ông ấy có đi bán như là mà. Dạ. Là mình tặng đàn mà ăn cảm thấy ngon mà nó giảm nhức đau ra đó, đặng ta mua nữa. Dạ. Đặng mình dễ bán đó, ý tôi nói vậy đó, chú hiểu ha. À. Đó, rồi mới đặt ra là cái vấn đề là gần gũi là tại lý do thì sao là cũng mua bán với nhau, cười giỡn với nhau, nó thích, nó phù hợp. Cho nên nó mấy bạn chị em nói là kia để tôi muốn kiếm chồng cho nó dễ bề hơn, vợ chồng cùng lo cùng sống với nhau. Dạ. Yeah. Thử tôi mới kết giao hữu với nó. Uh-huh. Chị em mới đồng thời bày tỏ với nhau rồi mới tổ chức cũng như cái lám tuyên bố vậy đó mà. Yeah. Lại ông bà rồi hai đứa sống với nhau. Uh-huh. Thì cũng năm mấy á. Mình mưu sinh cuộc sống không, nói chung là mạnh giỏi thì mình mưu sinh cuộc sống, còn cái khổ đau thì chị em nào ta có khả năng đó là ta giúp đỡ gì đó. Chú bên là đâu có sử dụng thẻ ngân hàng hả? Không có chú.
bị hồi nào giờ nó bù chăng chỉ xài có cái điện thoại mà cắm ứng là không đâu có mà điện thoại ấy không chứ đâu có xài cảm ứng đâu, tôi đâu có biết xài cảm ứng, mình thử đâu có biết xài cái đó. Dạ. Bây giờ con sẽ kiếm một cái nơi nào để mà trao tiền cho chú ở đây, thấy ở đây cũng có khá là nhiều người và đang thử là cũng có đủ cái độ an toàn để mà trao tiền cho chú bằng tiền mặt như thế này, cô bác quý chị kiếm một cái chỗ nào vắng vắng hơn để trao tiền của mình được quân cho chú ha. Theo anh Thám là đem trong cái thầm đấu theo đúng mình đem vô cái căng tin được không? Chú đi theo con ha. Đấy, cái này tinh thần giúp đỡ của bên mạnh thường quân. Con dắt xe lại đây luôn. Gần gần lại đây tí xíu thôi. Do là do cái cửa cũng được. Dạ, gần cái cửa đấy. Cái cửa đó nó thực tế hơn. Do là có một số người á lạ mặt mà cũng trẻ tuổi thành thử ra là bùi hồ không có dám ra trao tiền tại chỗ đó liền. Thì mong chú thông cảm, có một cái thanh niên mình không có người lạ, mình không có biết, mình không có biết người nào là người xấu và mình cũng chẳng có biết người nào là người tốt. Dạ, nên đúng là rồi. Nữ là tiền bạc mà chú lớn tuổi nữa nên chú phải giữ cho cẩn thận ha. Dạ. Con không có thích bây giờ mấy chú cháu mình đứng ở tại chỗ này đi ha. Đúng rồi. Được không chú? Được được. Đây cái cửa được. Ở đây chú đi vô cho nó gần luôn ha. Dạ. Thấy không, quay thấy không? Thưa với chú là hôm nay là con đến đây á, là con hỗ trợ cho dạ, thay mặt mạnh thường quân hỗ trợ cho chú. Dạ. Thứ nhất là phần quà của chú Nguyễn Trọng Trí ở Mỹ là 100 USD. Dạ. Chị Châu Phạm ở Mỹ là 50 USD. Úc Liên ở Mỹ là 464.500 đồng. Chị Trâm Nguyễn ở Mỹ là 200 USD. Tổng cộng số tiền là 100 USD Bùi Hồ mới vừa đổi hồi sáng là 2.510.000 đồng. Thì tổng cộng số tiền là 9.250.000 đồng. Đây là cái số phần quà mà Bùi Hồ muốn gửi cho chú để mà cho chú hỗ trợ xoay sở trong cuộc sống. Yeah. Nhưng mà ngày hôm nay thì biết được cái thông tin là chú ở bệnh viện để nuôi vợ của mình á, thì Bùi Hồ muốn trao cái phần này để cho chú xoay sở trong cuộc sống nè, ăn uống đầy đủ sức khỏe để nuôi vợ của mình nè. Yeah. Có thể ứng tiền của bệnh viện hay là như thế nào ha. Yeah. Thì một lần nữa thì đây là số tiền của Mạnh Thường Quân, là chú Nguyễn Trọng Trí ở Mỹ là 100 USD, chị Châu Phạm ở Mỹ là 50 USD, Úc Liên ở Mỹ là 464.500 đồng, chị Trâm Nguyễn là ở Mỹ là 200 USD, tổng cộng là 9.250.000 đồng nha cô bác anh chị. Đây là số tiền rất là lớn để cho chú. Dạ, để chú chờ. Dạ, không, con sẽ mua sao nha. Dạ. Cô bác anh chị thấy hả? Con phải treo trao một cách như thế này. Chú. Cũng đúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 250.000 đồng. Nha. Rồi con xếp lại cho chú, cắt bỏ túi con người bỏ lại. Bỏ túi dưới. Trời, cảm ơn cái tinh thần của chú tụi này của mình. Ở đây thì do ở bệnh viện, cô bác anh chị cũng khá là phức tạp, cũng có người ra người vô. Dạ, chú bên này lại là lớn tuổi nên là nữ, là khi trao tiền cho chú á thì Bùi Hồ cũng phải rất là cẩn thận, rất mong cô bác anh chị thông cảm ha. Tinh thần tôi cũng rất cảm ơn chú Mười và chú Thái là tên. Con tên Bùi Hồ chứ không phải Mười, con tên Hồ. Tên Hồ, rồi. Như vậy với tinh thần của nước ngoài của mấy chú như vậy, tôi cũng rất quan tâm tinh thần, tôi cũng lo sức khỏe tôi để lo cho vợ con tôi cho nó khỏe mạnh lại về mưu sinh cuộc sống. Vậy cảm ơn quý khách ở nước ngoài giúp đỡ cho tinh thần Nguyễn Văn Bên, nhiều cảm ơn nữa. Rồi bây giờ là sức khỏe của mình mấy ngày nào ổn định không chú? Thấy cũng ổn. Uh-huh. Bị mình lo cho vợ con mà. Chú ngủ được không? Ngủ được, thấy ngủ cũng được đó, chú. Hôm nay có mua trái cây gì cho cô ăn không? Mà cô không, bị tiêu đường ăn trái cây không được không đúng không? Dám.
Bây giờ bác sĩ ta cho uống cái gì, chích cái gì, ấy cái nấy là ta cắm chỗ nào là đâu có cho uống. Tiểu đường là tăng lượng đường trong máu là insulin đó. Nên là nữ là ăn trái cây thì cũng phải nó cũng có nhiều đường, không được ăn nhiều gạo, nhiều cơm á. Cơm nó ăn biểu bữa nó ăn có nửa chén rồi không có dám cho ăn nhiều nữa. Cháo cũng vậy, sáng lạnh về ăn nửa chén là. Dạ. Thôi thì ngày hôm nay Bùi Hồ có dịp trở về lại Thanh Bình này, ngay tại bệnh viện này để mà kịp thời trao cái số tiền hiện kim là tất cả các quý mạnh thường quân để gửi cho chú. Rất mong chú và cô và chú cũng sớm xuất viện để mà quay trở lại cái cuộc sống mưu sinh đời thường giống như hàng ngày. Và đồng Bùi Hồ cũng sẽ chia sẻ đoạn clip đó cho cô bác quý chị được biết luôn. Còn chú nhớ cất tiền cẩn thận nha. Dạ, dạ đúng, không sao đâu. Bị còn sức khỏe nhiều không sao. Nhớ nói với cô cất tiền cẩn thận nha. Rồi chú vô trọng liền đi. Rồi, con cảm ơn chú ha. Rồi, chú. Như vậy là một nơi gặp gỡ bất đắc dĩ của Bùi Hồ cùng với chú Bên ngay tại bệnh viện huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì cũng gặp chú ở đây để trao cái số tiền cho chú để cho chú xoay sở những lúc mà cô ốm đau như thế này. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành với Bùi Hồ trong những video clip vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý chị ở video clip sau.